Xin kính chào tất cả quý bà con, một lần nữa là đến với kênh Sách Quý Gia Truyền. Trong thời gian gần đây, trong các cuộc khám phá thì con mới phát hiện ra một điều là nghệ sĩ Phi Nhung được thờ ở rất nhiều chùa. Cuộc đời và di sản của ca sĩ Phi Nhung, một ca sĩ Việt Nam được yêu mến, người đã chiếm được hàng triệu trái tim của những người khác bằng những màn trình diễn đầy cảm xúc của cô về âm nhạc dân gian truyền thống, là một câu chuyện đầy sức sống, lòng trắc ẩn và cam kết không ngừng giúp đỡ người khác. Hành trình của cô từ một tuổi thơ đầy biến động đã trở thành một trong những người nghệ sĩ đạt được sự kính trọng nhất nhì ở Việt Nam, không chỉ riêng về danh tiếng và về âm nhạc, và còn về tinh thần bền bỉ của một người phụ nữ đã biến nỗi đau của mình thành tình yêu thương dành cho những người kém may mắn hơn mình. Và video này khám phá lý do vì sao nghệ sĩ Phi Nhung, ngay cả sau khi cô qua đời, vẫn được nhiều sự tôn vinh từ ở các ngôi chùa khác nhau ở Việt Nam, phản ánh về một cuộc đời phục vụ, những đấu tranh của cô và tác động sâu sắc mà cô đã để lại cho những người biết câu chuyện của cô. Phần 1 con muốn nói tới là tuổi thơ đầy gian khổ. Phi Nhung sinh năm 1970 tại Gia Lai, Việt Nam, trong một gia đình sống đầy nghịch cảnh. Mồ côi từ nhỏ, những tháng năm đầu đời của cô đã bị ảnh hưởng bởi sự thiếu vắng của tình yêu thương cha mẹ và thực tế là sự khắc nghiệt của việc lớn lên trong một hoàn cảnh nghèo đói. Mẹ cô, người đã sinh ra Phi Nhung, ngoài giá thú, phải đối mặt với áp lực xã hội to lớn và phải che giấu sự tồn tại của đứa con. Cuộc sống của nghệ sĩ Phi Nhung là một cuộc đấu tranh liên tục, chuyển từ nơi này tới nơi khác, lớn lên với cảm giác khát khao sâu sắc và tình cảm của cha mẹ mà cô chưa bao giờ nhận được một cách trọn vẹn. Nỗi đau này đã tìm thấy tiếng nói của nó trong âm nhạc của cô. Một trong những bài hát sâu sắc nhất của cô nghệ sĩ Phi Nhung là Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi, do nhạc sĩ Trương Quang Tuấn chép bút. Cộng hưởng với nỗi đau của một đứa trẻ khao khát mẹ mình, lời bài hát phản ánh câu chuyện cuộc đời của chính cô, kể lại một người xa cách không biết nếm bao nhiêu nỗi đau mà cô đã phải nhận, và một người mẹ cũng đã qua đời của cô đã để lại một nỗi buồn cực kỳ sâu sắc, cực kỳ đớn đau. Cuộc đời thơ ấu của nghệ sĩ Phi Nhung là minh chứng cho sức mạnh có thể nảy sinh từ sự khó khăn. Đây là câu chuyện phổ biến ở nhiều nền văn hóa. Trẻ em lớn lên mà không có sự hỗ trợ của cha mẹ thường phát triển một cảm giác đồng cảm và khả năng phục hồi sâu sắc. Trong trường hợp của Phi Nhung, những đặc điểm đã được khuếch đại thúc đẩy cô không chỉ thành công trong cuộc sống cá nhân mà còn cống hiến hết mình để giúp đỡ cho người khác. Cuộc đời cô nhắc nhở chúng ta rằng những trải nghiệm đầy thử thách nhất đôi khi có thể dẫn đến những chuyển đổi sâu sắc nhất. Con đường và lòng từ bi của nghệ sĩ Phi Nhung. Mặc dù nổi tiếng, nghệ sĩ Phi Nhung không bao giờ quên đi cội nguồn của mình, mong muốn ngăn chặn những đứa trẻ phải trải qua sự cô đơn và khó khăn mà cô đã phải chịu đựng từ lúc nhỏ. Đã đến với cô đã có một cuộc sống từ thiện rất nhiều. Từ khi còn nhỏ, cô đã mơ và ước ao tạo ra một ngôi nhà cho những đứa trẻ mồ côi có thể thấy được tình yêu thương mà cô hỗ trợ, nơi chúng có thể gọi cô là mẹ và biết được sự ấm áp của một gia đình. Giấc mơ này đã trở thành hiện thực khi nghệ sĩ Phi Nhung nhận nuôi và chăm sóc nhiều trẻ mồ côi trong suốt cuộc đời của mình. Cô mở rộng trái tim và ngôi nhà của mình cho những đứa trẻ này. Nhiều đứa trẻ trong số chúng bị bỏ rơi hoặc không có nơi nào để đi, để nương tựa. Ngôi nhà của nghệ sĩ Phi Nhung không chỉ là nơi trú ẩn, mà là nơi ẩn náu của tình yêu thương và hy vọng. Cô tin rằng bằng cách cung cấp cho những đứa trẻ này một môi trường ổn định và yêu thương, cô có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn của cuộc đời đói nghèo, mang lại cho chúng cơ hội một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Sự tận tụy của nghệ sĩ Phi Nhung trong việc giúp những trẻ mồ côi là lời nhắc nhở mạnh mẽ đối với tác động mà con người có thể tạo ra đối với cuộc sống của nhiều người khác. Trong một thế giới mà rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi, phải tự lo liệu, hành động của cô như một ngọn hải đang thắp sáng những hy vọng, thật dễ dàng để trở nên hoài nghi và nghĩ rằng một người không thể tạo ra sự khác biệt. Nhưng cuộc sống của nghệ sĩ Phi Nhung cho chúng ta thấy rằng lòng trắc ẩn và sự quyết tâm chúng ta có thể thay đổi thế giới từng đứa trẻ một. Những thách thức của sự nghiệp ca hát nghệ sĩ Phi Nhung. Hành trình trở thành ca sĩ của nghệ sĩ Phi Nhung cũng đầy rẫy những thách thức. Năm 1989, cô di cư sang Hoa Kỳ để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn. Những ngày đầu của cô ở Mỹ chẳng hề nào là hào nhoáng. Cô làm nhiều công việc bao gồm việc dọn dẹp khách sạn và may vá để kiếm sống, trong khi cô phải nuôi một con gái tên là Wendy, sinh năm 1992. Bước ngoặt của cô bất ngờ đến khi cô gặp Gigi Phương Trinh, một cô ca sĩ nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Nhận ra tài năng của ca sĩ Phi Nhung, Gigi đề nghị cô theo đuổi sự nghiệp ca hát. Và đây là bước ngoặt khiến nghệ sĩ Phi Nhung từ bỏ cuộc sống ở Florida để chuyển đến California, nơi cô đắm mình vào thế giới âm nhạc. Tuy nhiên, con đường không hề dễ dàng. Trong 2 năm, Phi Nhung đã đấu tranh để có được những thứ mà mình phải đáng công nhận. Cô làm công việc không biết mệt mỏi, biểu diễn tại các nhà hát và bán đĩa để tự nuôi sống bản thân của mình và kể cả con gái. Những sự duy trì của cô cũng đã được đền đáp. Vào giữa những năm 1992, Phi Nhung đã được trở thành một trong những ca sĩ Việt Nam nổi tiếng nhất của thế giới, giành được danh hiệu Nữ Hoàng Băng Đĩa. Sự nghiệp của nghệ sĩ Phi Nhung. Sự nghiệp của nghệ sĩ Phi Nhung là câu chuyện về sự quyết tâm và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Đây là một ví dụ mạnh mẽ về cách mà ngay khi cả tỷ lệ cuộc sống chống lại bạn, sự chăm chỉ và sự kiên trì có thể dẫn đến thành công. Đối với những người phải đối mặt với những thách thức trong cuộc sống của chính họ, câu chuyện của cô đã mang đến nguồn cảm hứng và hy vọng rằng những sự cống hiến, mọi thứ đều có thể có kết quả vào một ngày không xa. Cuộc sống riêng của nghệ sĩ Phi Nhung về sau này cũng đã được tiết lộ khá nhiều. Mặc dù là người của công chúng, nhưng nghệ sĩ Phi Nhung cũng rất kín tiếng về cuộc sống cá nhân của mình. Đặc biệt là khi nói về con gái Wendy, cô giữ Wendy tránh xa sự chú ý. Cô muốn cô bé có một tuổi thơ bình thường và tập trung vào việc học. Và đến năm 2017, khi Wendy tốt nghiệp về ngành điều dưỡng, và Phi Nhung mới lần đầu tiên công khai và thừa nhận là con gái mình. Tình yêu của Phi Nhung dành cho Wendy thể hiện rõ về những hy sinh của cô đã làm, những tình yêu mà cô đã không hề dừng lại. Cô đã mở rộng sự chăm sóc của mình cho 23 đứa trẻ được nhận nuôi. Một số chúng đã sống với cô trong khi những đứa trẻ khác ở lại chùa, ví dụ như chùa Phước Lạc ở Bình Phước. Những đứa trẻ này là trung tâm thế giới của cô, và cô đã dành cả cuộc đời của mình để đảm bảo rằng chúng được chăm sóc tốt và có mọi điều kiện để thành công. Quyết định của nghệ sĩ Phi Nhung giữ con gái mình tránh xa khỏi công chúng cho thấy có rất nhiều giá trị của cô. Trong một ngành công nghiệp mà danh tiếng được ưu tiên hơn sự riêng tư, cô đã chọn bảo vệ hạnh phúc của con mình là trên hết. Quyết định này là lời nhắc đối với tư cách là cha mẹ. Những họ lựa chọn chúng ta đưa ra có thể tác động sâu sắc đến cuộc sống của con cái mình sau này. Vào tháng 7 năm 2021, khi đại dịch COVID-19 đã tàn phá Việt Nam, Phi Nhung đã phải đối mặt với lại những quyết định khó khăn, trở về Hoa Kỳ để đoàn tụ với con gái hoặc ở lại Việt Nam để tiếp tục cuộc sống từ thiện của mình. Đối với bản chất của mình, Phi Nhung đã chọn ở lại. Cô đã dành hết tâm huyết để giúp đỡ cho những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch, đóng góp vào quỹ vaccine.
tổ chức các đợt khuyên góp thực phẩm và hỗ trợ các nỗ lực về sức khỏe. Và thật đáng buồn, nghệ sĩ Phi Nhung đã mắc bệnh COVID-19 vào tháng 8 năm 2021. Mặc dù đã được điều trị tại một số bệnh viện tốt nhất ở Việt Nam, nhưng tình trạng của cô vẫn trở nên tồi tệ do những biến chứng nghiêm trọng mà cô đã phải qua đời vào ngày 28 tháng 9 năm 2021 ở tuổi 51. Quyết định ở lại Việt Nam trong thời gian đại dịch của nghệ sĩ Phi Nhung bất chấp những rủi ro cá nhân là đó là do minh chứng của lòng vị tha và cam kết giúp đỡ người khác của cô. Vào thời điểm mà nhiều người chọn cách để bảo vệ mình, cô đã chọn cách tiếp tục để cống hiến hết bản thân mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là đặt mạng sống của mình vào chính sự nguy hiểm. Câu chuyện của cô là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng và lòng trắc ẩn của sự phục vụ khác nhau, ngay cả khi đối mặt với sự hy sinh cá nhân to lớn. Cuộc đời của nghệ sĩ Phi Nhung là một bản giao hưởng của tình yêu, lòng trắc ẩn và sự kiên cường. Âm nhạc của cô đã chạm tới trái tim của hàng triệu người. Nhưng chính là hành động ở ngoài sân khấu của cô mới thực sự định hình nên di sản của cô. Rất nhiều đền chùa đã thờ phượng hình ảnh của cô, một người vô cùng có tài và có một cuộc sống mà ai cũng ao ước và một đời sống tâm linh đáng kính phục. Và một cuộc đời cống hiến để đưa những người khác ra khỏi bóng tối. Họ luôn muốn mang đến ánh sáng, họ luôn muốn mang đến hy vọng. Và nghệ sĩ Phi Nhung luôn muốn mang đến tình yêu cho tất cả mọi người. Câu chuyện này đã để lại rất nhiều bài học cho con, thưa quý bà con. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con. Hẹn gặp lại quý bà con ở những clip sau.